Nền nông nghiệp hữu cơ không những mang đến những sản phẩm an toàn mà còn đảm bảo hệ sinh thái tuần hoàn bền vững. Và điều quan trọng đó là bảo vệ sức khỏe con người, môi trường tự nhiên của đất, nước và không khí xung quanh. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều nhà vườn, hợp tác xã tại huyện Kim Động đã chủ động tiếp cận, thực hiện quy trình trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại những thay đổi tích cực. Hợp tác xã nhãn thương hiệu và hoa công nghệ cao Trịnh Tiệp ở xã Ngọc Thanh là một trong số không nhiều những mô hình mạnh dạn tiếp cận và canh tác theo hướng hữu cơ ngay từ khi mới thành lập vào năm 2020. Với hơn 10 hecta trồng nhãn, hoa và một số loại rau màu ngắn ngày, gần 3 năm qua, các diện tích này không phải chịu bất cứ tác động nào từ thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Đất được tuần hoàn dinh dưỡng, không bạc màu, thoái hóa. Tuy năng suất, mẫu mã các mặt hàng có thể không sáng và đẹp như canh tác thông thường từ chất hóa học, song chất lượng luôn được thị trường đánh giá cao vượt trội. Giá bán cũng cao gấp 2 đến 3 lần so với mặt bằng. Cụ thể, như vụ nhãn vừa qua, hơn 400 tấn nhãn của hợp tác xã đều được bán với giá từ 25 đến 80 nghìn đồng một kg. Cá biệt có loại nhãn giá từ 100 đến 150 nghìn đồng một kg. Đầu tiên tôi hơi do dự vì tôi thấy là giá thành này nó hơi cao và mẫu mã thì nó không được đẹp như là của thị trường. Nhưng mà về sau cầm nhãn lên tôi ăn thử thì tôi thấy là cái độ ngọt và độ ngon của nó khác hoàn toàn với lại nhãn thông thường. Nguồn cho ăn là chúng tôi là dùng phân chuồng qua ủ vi sinh và cho ăn. Còn thuốc thì chúng tôi tự chế ra những cái loại thuốc mà bằng cây dược liệu như ớt, hành, tỏi và một số thứ nữa. Còn về nguồn nước thì chúng tôi là dùng hệ thống lọc, có nghĩa là lấy nước từ lòng đất lên lọc sạch và mang đi tưới. Đối với nhiều nhà vườn, hợp tác xã, việc thay đổi tập quán canh tác từ truyền thống sang nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của thị trường. Bởi hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là thực phẩm sạch luôn có sức cạnh tranh cao và thị trường rộng mở. Tại huyện Kim Động, trong vài năm trở lại đây, số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ đều gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Điển hình như hợp tác xã sản xuất dịch vụ và thương mại nông nghiệp Hưng Thái, xã Hiệp Cường, hợp tác xã sản xuất rau công nghệ cao Hưng Hà, xã Đồng Thanh, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dịch vụ và thương mại Thọ Vinh. Nông nghiệp hữu cơ trước tiên là để đảm bảo cái sức khỏe cho chính cái người mà canh tác. Thứ hai đấy là sức khỏe của cộng đồng, được sử dụng cái nguồn rau an toàn, sạch hơn, đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Thứ ba đấy là cái dư địa để phát triển cái ngành nông nghiệp hữu cơ này còn rất là nhiều, tại vì nguồn cung của thị trường đang thiếu. Với phương châm là trả lại những cái gì tự nhiên nhất cho đất, thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho người dân cũng như các hộ sản xuất, đẩy mạnh áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng là sản xuất hàng hóa. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban huyện là có chính sách là hỗ trợ một phần phân bón vi sinh hữu cơ cho các hộ sản xuất cũng như là các tổ chức như hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp hiện đại. Vì thế sự nỗ lực của người nông dân và đồng hành của chính quyền địa phương tại Kim Động đã tạo nên nhiều tác động tích cực, giúp thay đổi thói quen canh tác, gia tăng giá trị nông sản, sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, bền vững.